Thì mới vào đầu video á, cho kênh Săn Bắt á, kính chúc cô dì, chú bác và anh chị và các bạn một ngày á được dồi dào sức khỏe và làm ăn được nhiều thành đạt nha. Thì ngày hôm nay kênh Săn Bắt Vĩnh Long tiếp tục đi thăm bẫy nữa cả nhà ơi. Đó là bẫy rắn nha. Thì cũng mới vừa tới điểm đây. Đây cho cả nhà xem nha, đồ nghề. Đây là chuột nha cả nhà. Đó, chuột mà nhóm 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 gom cục qua đây luôn nè. Đó. Còn đây là tua lưới. Đây là lúa nha cả nhà. Đó, để bắt đầu á, mình vô mình tới cái bẫy á, mình thăm á thì sẽ bật cái camera lại cho cả nhà xem nha. Thì kênh Săn Bắt cũng mời cả nhà đi thăm bẫy cùng mình nha. Coi hôm nay có em nào to to không? Nếu có to thì up video lên cho cả nhà xem nha. Rồi để bắt đầu mình vô mình thăm cả nhà ơi. Bắt đầu vô cái bẫy thứ một nha cả nhà. Là cái bẫy đầu tiên á, tại vô đây có mấy cái cả nhà cho nên mình không có đem cái vỏ lúa theo nha. Vô cái bẫy thứ một luôn. Là thứ nhất. Coi cái bẫy đầu tiên này coi có may mắn gì không, đây không biết còn cái bẫy không đây nữa nè, có may mắn không, may mắn không, cứ không có cứ không rồi rồi có cứ cả nhà ơi. Ui không phải cả nhà ơi, dính rồi, rồi dính làm cọng chuột luôn cả nhà ơi. Này nè, thấy chưa, ui ôi. Cái bẫy thứ nhất có luôn. Đóng lợn chuột nha cả nhà. Đóng lợn chuột. Rồi, cái đầu tiên cũng có luôn nè cả nhà, thấy không? Đó. Rồi còn chuột luôn nè. Rồi để mình bắt gắn ra rồi đi thăm tiếp nữa nha cả nhà. Chứ vậy thì mình để ăn chuột cũng chạy mất tiêu. Vô cái bẫy nữa cả nhà ơi. Đây. Ăn ăn cái đầu không biết có bán con trâu không đây. Chưa biết nó nghe cái này thì thăm hết vùng bẫy rồi mới biết có còn gì không. Không biết còn còn cái bẫy nha cả nhà, không biết có dính không, ngộ nhẹ hờn luôn. Nguyên chú chuột luôn. Nguyên chuột luôn nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Giò cẳng gì sạch sẽ ghê không? Ngay địa điểm này có một cái nữa cả nhà ơi. Lấy bịch lúa coi. Vô trong lùm tối thui luôn nè. Này đi lăn trán té thấy bà luôn. Con gì không đây, có con rắn hả, con chuột, chỉ có đường hai đường đó thôi rồi, chết quá rồi cả nhà. Còn vô 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 nữa cả nhà, vô rồi vô rồi vô rồi, con này cũng hơi nhỏ nha. Con này nhỏ bóp hòm bắt luôn cả nhà, có tháo bao. Ôi ôi, con này cũng bốn lạng luôn cả nhà ơi. Nhìn thấy trong nó nhỏ ra ngoài bự rồi nè. Quá đã chưa. Ủa tính đâu nhỏ cả nhà. Ai ngờ bạnh kỳ luôn. Có bốn lạng ăn lên nha cả nhà. Nè. Chưa. Quá đã không. Rồi để đặt cái bẫy lại đi thăm tiếp nữa cả nhà. Rồi nó cán quẹt luôn. Mấy bịch lúa. Nắng nắng hốc quá trời cả nhà ơi, hốc chịu hết nổi.
đây nè, cái bẫy đây nè. Chuột đâu? Có con gì không? Bò vô vô cái nhà vô. Vô con gì? Ui. Trời ơi con hổ ngựa. Ôi. Một con hổ ngựa nha cả nhà. Đi lên này thăm cái thằng này nữa cả nhà. Tại mình đặt hai cái cũng gần gần. Thấy im im mà bữa hôm mình dời qua đây nè cả nhà. Có cái gì không? Chuột đâu? Trời ơi xuống nữa cả nhà. Nè. Hai con hổ ngựa luôn. Ui, trời ơi, hai em đực không cả nha. Em thì đang thù lùi luôn rồi, thấy chưa? Đó, sắp lọt luôn rồi. Đó, im chưa, im chưa? Quá sướng cả nhà ơi. Kệ có được rồi. Đây, một cặp hổ ngựa luôn. Mà hai cái hai con nha cả nhà. Rồi, để mình bắt ra đi rồi mình đi thăm tiếp nữa nha. Chứ bây giờ mình vừa bắt, mình vừa quay cũng hơi khó khăn nha. Cả nhà cũng thông cảm nha. Khu vực này có một cái luôn cả nhà ơi. Rồi, tới cái bẫy chưa? Xa dữ rồi. Rồi ta. Quá xa quá xa. Không biết còn ở bẫy không đây. Tới đây nè cả nhà ơi. Cực đáy không. Rột hờn rồi. Còn dính luôn. Còn chú chuột không. Còn chú chuột luôn. Vậy là im rồi nha. Xa xa mà còn cái bẫy. Ủa còn chuột ngon rồi cả nhà. Rồi đi tiếp tục nữa. Khu vực này có một cái luôn cả nhà ơi. Ủa còn gì không đây? Có cái gì không đây? Chân đây nè cả nhà. Khui. Khui. Khui 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 khui. Có gì không? Khui. Rồi 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 rồi. Đang thù lùi luôn rồi cả nhà ơi. Đang thù lùi luôn rồi. Hành hành hành. Quá đã. U nhẹ cả nhà ơi. Ui. Trời ơi con này năm lãng chứ gì. Để có năm lãng cũng được rồi. Trời ơi nè. Làm vậy nó mới ra được cả nhà ơi. Đó, bò từ từ lên nè. Tài một số ăn luôn.
năm lạng, năm lạng luôn cả nhà. Thôi vô nó địch cái nè, tàu gì rồi nó nè nè nè, bỏ vô nghe cái nè nó đây có một cái nữa luôn, cái bẫy ở đây luôn đâu, ló ló ra nè cả nhà ơi, không có gì không, gỗ chất quất cứt đáy gì trơn, còn chuột không, còn chuột luôn, còn chú chuột luôn nha. Lại chân chỗ này có một cái nữa cả nhà, đây lúa có con gì không đây, chuột bọng gì đâu, khui khui rồi, nặng nặng rồi cả nhà, nặng rồi, khui trời ơi con hổ ngựa, con này hổ ngựa một thừ lừ cái đống luôn, một cái luôn, bắt ra luôn cả nhà ơi, một cái luôn, khui khui cái luôn, cái chị bề luôn, lấy cái bọc ra nghe cả nhà ơi, cái bọc thì dướng, thì dướng đây nè, dướng bọc, ôi nó thun vô cục luôn nè, rồi ra bên kia kìa, hui 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 gắn mà hùi này táp chặt dữ lắm cả nhà ơi, cái làm cái hút cho vậy nó đó cả nhà, vô cô kìa, rồi để mình bỏ nó vô rồi đi thăm nữa cả nhà, để nó quất mình nè, đây nè, mình đang cầm nè, nó quất mình thấy bà luôn á, tàu vô nó xấu này á, tàu vô cô kìa, nam rồi, ngay địa điểm này có một cái nữa luôn cả nhà ơi, có con gì không đây, lúa, cứt đáy không? Còn cái lợp không đó, rồi xong nữa cả nhà, tình hình là không thấy, không thấy cam mà, rồi xong cục xà bông luôn, còn nguyên chú chuột luôn, không có gì cả, bỏ lúa vô luôn, rồi đi thăm tiếp đó nha, rồi cái này cái nữa cả nhà. Cái này cái nữa là hết bẫy luôn nha. Cái bẫy này không biết ngay đâu đây nữa nè. Đây, tới cái bẫy ngay đây luôn. Còn hai cái cuối cùng. Ui, không có cứt đá gì luôn, khui nguyên chuột luôn rồi còn cái nữa nha cả nhà, để đặt lại đi, rồi còn thăm một cái nữa, còn cái cuối cùng luôn cả nhà ơi, đây lúa, có con gì không đây, ui 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 nhà té rồi, rồi thì chín nữa rồi cả nhà ơi, chín hổ ngựa nữa, mỗi vỏ
Không có dọa. Không. Không có dọa. Không có dọa. Ui. Trời ơi, cái bao nữa tiếu rồi. Nè. Con dọa này chắc cũng cứ 5 lạng nha cả nhà. Chưa. Bắt cá luôn. Hôm nào cũng bị hụt hết. Rồi chỉ ra đi. Dạ. Hai con. Bên đây nè, chỉ bên đây nè. Rút vô không tợ ác thiệt. Thôi để anh bắt ra rồi mình cho cả nhà xem gắn nha cả nhà. Bây giờ một tay vậy cái hôm nó không dính được lên đây nè, bóp hôm nó không dính được á, hơi khó bắt. Rồi cho cả nhà xem số gắn ngày hôm nay nha. Dữ lắm nè cả nhà ơi. Đó. Thấy chưa? Quá cỡ luôn. Đây nè cả nhà. Túi tán thần kìa. Ghê chưa? Rồi để lấy cái cần cần cho cả nhà xem nha. Hôm nay chắc cũng cỡ 4 kg rồi cả nhà ơi. Chỉ đoán vậy thôi nha. Mẫu ngựa thì chiếm tỷ lệ hết 80-90% mà. Mẫu hành bữa nay không có nhiều. Đó, mẫu ngựa 1, 2, 3. Tiêu. Ôi vô nó 4,5 kg luôn cả nhà ơi. Đây nè. Thấy chưa? 4,5 kg luôn. Nó. Rồi, nó 4 kg mà nó hút luôn cả nhà, 4,5 kg luôn rồi nè, thấy chưa? Quá wow, trời ngựa luôn. Có mấy hành nha cả nhà. Rồi. Cả nhà có xem qua cái đoạn video này á, rất mong được cả nhà ủng hộ cho kênh nha. Cho kênh Săn Bắt Vĩnh Long á, xin một like và một lượt chia sẻ nha cả nhà. Và nhớ ấn chuông để nhận những cái video mới của kênh Săn Bắt cả nhà ơi. Rồi chúc cả nhà xem cái đoạn video này thật là vui vẻ nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà luôn. Hẹn cả nhà những cái video tiếp theo nữa nha.